Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về truyện hay sách nào nhé. Chương 171. Việc chuẩn bị đồ đã xong, nhưng nếu muốn tham gia lễ thì chuẩn bị trang điểm là có ý gì? Từ Yến Quy với vẻ mặt vô tội, nhìn thấy Khương Đào Hoa đang tiến lại gần, nụ cười trên mặt ngày càng dữ tợn. Sáng hôm sau, Thẩm Tại Dã vẫn chưa trở về. Khương Đào Hoa đã sớm bảo Thanh Đài chuẩn bị xe ngựa và lễ phẩm, sau khi nhận lời chào hỏi của mọi người, liền dẫn người đi đến Tranh Xuân Các. Cổ Thanh Ảnh đứng phía sau, tò mò hỏi, nàng ta đi đâu làm gì vậy? Tần Hoài Ngọc vừa ngáp dài vừa nói, chúng ta chỉ cần chào hỏi xong rồi về ngủ, không cần quan tâm nàng ta làm gì. Có lẽ là nhớ mà, nên kiếm cớ đi tìm người thân thôi. Cũng có thể, Cổ Thanh Ảnh gật đầu, rồi cùng mọi người tản ra, ai về sân nhà nấy. Cổng phủ từ lúc nào đã có vệ binh canh gác, người trong phủ cũng không để ý, chỉ biết gần đây có phản tặc xuất hiện gần kinh đô, nên tăng cường bảo vệ tướng phủ. Nhưng khi nhóm của Đào Hoa muốn ra ngoài phủ thì bị chặn lại. Tướng gia có lệnh, mọi người trong phủ không được rời đi. Một đứa bé khoảng 15, 16 tuổi, mặc giáp, chắp tay nói với nàng, xin phu nhân quay về. Từ khi nào mà một đứa nhỏ như vậy lại có thể làm vệ binh? Đào Hoa thật tò mò, chưa hỏi lý do không được ra ngoài, nàng kéo cậu bé lại hỏi, ngươi là con nhà ai? Cậu bé giãy giụa vài cái, hơi bối rối nói, ta là nghĩa tử của Bàng Tướng Quân. Bàng Tướng Quân, Đào Hoa cẩn thận nhớ lại, cái tên này từng thấy ở nhiều nơi, trong thư phòng của Thái Tử và Thẩm Tại Dã đều có, hình như là một vị nguyên soái cao cấp. Nghĩa tử của ông ta lại canh cổng ở tướng phủ, lòng đầy lo lắng, Đào Hoa kéo Bàng Dương Bay lại, nói thầm vài câu, rồi chỉ người đứng sau mình, hỏi, ngươi hiểu không? Bàng Dương Bay ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trang điểm lộng lẫy phía sau, mắt choáng váng, ngơ ngác gật đầu. Từ Yến Quy chỉnh lại búi tóc, mặt không thay đổi nói, phải nói là ta với ngươi có bộ dạng rất giống nhau, người ta không ngủ đâu. Đào Hoa quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc trách mắng, người quá thiếu tự tin rồi, ít nhất cũng phải thể hiện chút khí thế của chủ mẫu tướng phủ. Từ Yến Quy lấy gương đồng ra nhìn khuôn mặt hiện tại của mình, hết sức sụp đổ, được rồi, để ta đi đi. Bàng Dương Bay một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, hắng giọng nói, chỉ cần phu nhân không ra ngoài, người khác có thể ra ngoài, xin mời. Đi đường cẩn thận, Đào Hoa lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, ân cần nhìn Từ Yến Quy nói, nhất định phải cẩn thận nhé. Từ Yến Quy bất đắc dĩ chắp tay, cầm váy dài của nữ nhân, dùng quạt che mặt, học theo dáng điệu phong tình của Khương Đào Hoa, ra cửa lên xe ngựa. Đào Hoa dẫn theo Thanh Đài trốn vào chỗ người gác cổng, nhờ Bàng Dương Bay hỗ trợ che giấu, không ai hay biết. Nàng muốn xem chuyến đi này của Từ Yến Quy sẽ xảy ra chuyện gì. Tình hình trong cung đang rất căng thẳng, hoàng đế tối qua muốn ra lệnh tấn công nước Triệu, bị Thẩm Tại Dã ngăn cản. Hiện tại quân thần đang đối đầu, cả hai bên đều không muốn nhượng bộ. Lan Quý Phi tiều tụy, ôn nhu rót trà, liếc nhìn ra ngoài điện nơi hai người vẫn đang tranh cãi. Trẫm hiểu, người chỉ biết bao che khuyết điểm. Minh Đức Đế tức giận đến đỏ mặt, nước Ngô có thể động, sao nước Triệu lại không thể? Lý do của người trẫm không tin, đơn giản chỉ vì tình cảm nhi nữ làm mờ mắt ngươi. Hoàng thượng, Thẩm Tại Dã nhíu mày. Tấn công nước Triệu không chỉ là hành động không khôn ngoan, mà còn là việc làm bất nghĩa. Ngươi mà cũng biết đến nhân nghĩa sao? Hoàng đế cười lạnh, tốt, giao Khương thị ra đây, trẫm giết nàng, rồi nghe lời ngươi, không tấn công nước Triệu. Hoàng thượng, Thẩm Tại Dã căng thẳng, Giang Sơn xã tắc, nữ tử có tội gì? Minh Đức Đế cười lạnh, bóp chặt tràng hạt trong tay, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Thẩm Tại Dã nhận thấy điều không ổn, sắc mặt lạnh lùng, hoàng thượng, ngài muốn làm gì? Nghe nói ngươi đã bảo vệ tướng phủ rất kỹ. Minh Đức Đế ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, xem ra Khương thị đối với ngươi rất quan trọng, trẫm đã tín nhiệm ngươi nhiều năm, trong tay ngươi quyền lực không nhỏ, trẫm mới hiểu rõ thế nào là nuôi hổ để rước họa. Trước đây hắn hạ chỉ, ai dám nói không? Nhưng lần này lệnh tấn công nước Triệu không thể thi hành, điều tra mới phát hiện, triều đình đã bị Thẩm Tại Dã nắm giữ. Người bên cạnh cũng bị thế lực của hắn thâm nhập. Như vậy quá nguy hiểm, hắn nhất định phải làm gì đó để cứu vãn. Dù Thẩm Tại Dã không có ý phản loạn, hắn cũng phải đề phòng. Khương Đào Hoa chính là con tốt thí mạng tốt nhất. Thẩm Tại Dã ngừng lại, rũ mắt, cung kính chắp tay, thần đã phục vụ bệ hạ nhiều năm, không ngờ một ngày lại trở thành mối họa của bệ hạ. Chấm thật sự không có ý này. Hoàng đế ánh mắt sâu thẳm nói, nhưng khanh ít nhất phải làm gì đó để chấm yên tâm. Thần phải làm gì? Thẩm Tại Dã bình tĩnh nói, chỉ cần bệ hạ phân phó, thần sẽ làm ngay. Hoàng đế nheo mắt, vừa muốn nói chuyện thì một tiểu thái giám từ ngoài vào, thì thầm vào tai hắn. Nghe xong, Minh Đức Đế liền dễ chịu, mỉm cười nói, Khương thị đã vào cung, nếu khanh muốn chứng tỏ lòng trung thành, thì hãy để người mang nàng đến. Khương Đào Hoa vào cung, Thẩm Tại Dã sắc mặt trở nên khó coi, vô ý thức nhìn vào nội điện Lan Quý Phi. Lục Chỉ Lan yên tĩnh pha trà, đôi môi tái nhợt, mi mắt rũ xuống, không hề chú ý đến bên ngoài. Khanh sợ sao? Minh Đức Đế nhìn vẻ mặt của Thẩm Tại Dã hỏi, sợ chấm làm gì nàng sao? Hoàng thượng nhân ái, Thẩm Tại Dã cúi đầu, nhất định sẽ không làm hại người vô tội. Nếu lời chấm còn có tác dụng, người bên cạnh chấm còn nghe lời, thì nàng là vô tội. Minh Đức Đế thản nhiên nói, ngươi hiểu ý chấm chứ? Ý ngầm là, nếu lệnh tấn công nước Triệu được thực hiện, hắn mới bỏ qua cho Khương Đào Hoa. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Thẩm Tại Dã hít sâu một hơi, mặt đầy trầm trọng quay đầu nhìn. Khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt người đó, cả người hắn run lên. Từ Yến Quy với đôi môi đỏ như máu, bước vào rồi cười với hoàng đế, bái kiến bệ hạ. Minh Đức Đế kinh ngạc, ngơ ngác nhìn hắn rất lâu, mới mấy ngày không gặp, sao công chúa lại béo như vậy? Hồi bệ hạ, thiếp không phải béo, mà là tráng. Từ Yến Quy không sợ gì nữa, đưa tay bày ra cánh tay cơ bắp, dù sao cũng là do luyện võ mà lớn lên. Thẩm Tại Dã, Lục Chỉ Lan, không biết nói gì, hoàng đế thường không nhớ được tướng mạo người khác, nên cũng không nhớ rõ Khương Đào Hoa, nhưng nhìn đến đây, rõ ràng là một nam nhân, sắc mặt liền trầm xuống, to gan. Ngươi là ai? Cấm vệ bên ngoài lập tức xông vào, đặt đao kiếm lên cổ Từ Yến Quy. Tuy nhiên, chỉ có nữ nhân mới sợ trận này, dù Khương Đào Hoa có sợ nhưng võ lực không thua ai, lúc này liền thoát ra, bay lên xà nhà, hướng xuống dưới nói, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, ai biết lại bị bắt tới đây. Các người cứ tán gẫu, ta đi trước. Nói xong, nhân lúc mọi người kinh ngạc, quay người liền biến mất khỏi cung điện. Thẩm Tại Dã suốt quá trình không nói lời nào, Minh Đức Đế vừa kinh vừa sợ, lập tức hạ lệnh bắt thích khách kia. Đường đường tướng phủ, lại xảy ra thích khách, thừa tướng, ngươi không biết nên giải thích với chấm sao? Lấy lại tinh thần, Thẩm Tại Dã cười, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hoàng đế hỏi, tại sao người kia lại là người của tướng phủ? Vì thần đã lệnh người trong tướng phủ không ra ngoài, hắn làm sao đến hoàng cung? Nếu hôm nay thật sự là Khương Đào Hoa, có phải hay không nàng sẽ bị hắn nắm trong tay, làm quân cờ uy hiếp ta? Hoàng đế ngừng lại, cau mày nói, người trong cung nói nàng đến thỉnh an hoàng hậu. Khương thị không quen biết hoàng hậu, hơn nữa nương nương vẫn đang bệnh, nàng làm sao lại không hiểu chuyện mà đến thỉnh an? Thẩm Tại Dã cười, đứng dậy nhìn Lục Chỉ Lan nói, nương nương hãy rót cho hoàng thượng chén trà trước, còn lại sau hắn nói. Minh Đức Đế dụ mắt, trong mắt nhẹ nhàng dao động, rõ ràng đang suy nghĩ cách phản bác hắn. Lan Quý Phi mím môi, quỳ xuống bên cạnh giường hoàng đế, nghiêm túc rót chén trà, hai tay nâng lên, bệ hạ thỉnh dùng. Minh Đức Đế không chút đề phòng, nhận lấy uống một ngụm, ngẩng đầu định gọi nàng đứng lên, đã thấy nàng rơi nước mắt. Lan Nhi, ngươi sao vậy? Lo lắng trong lòng, hoàng đế đặt chén trà xuống kéo nàng lên, vội vàng an ủi, chấm và thừa tướng chỉ có tranh chấp, không phải chuyện lớn, ngươi đừng sợ. Lục Chỉ Lan nghẹn ngào, ngồi bên cạnh Minh Đức Đế nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã, nô tỳ thực xin lỗi bệ hạ. Thẩm Tại Dã lặng lẽ đứng dậy, đuổi công nhân ra khỏi đại điện, chỉ để lại thân tín canh giữ ở cửa. Minh Đức Đế vẫn chú ý đến Lan Quý Phi, không hiểu hỏi nàng, ngươi có gì phải xin lỗi chấm? Nô tỳ tiến công hơn 2 năm, Lục Chỉ Lan cắn răng, nắm chặt khăn trong tay, trong lòng còn có người khác. Vì khẽ chấn động, Minh Đức Đế nhíu mày, trong mắt có sự chán ghét và bất mãn, nhưng nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói, chấm đã biết lâu rồi, trong lòng ngươi còn có người khác, chấm chỉ chưa nói thôi. chờ thời gian trôi qua, ngươi sẽ quên hắn. Lục Chỉ Lan lắc đầu liên tục, nhào vào lòng hoàng đế gào khóc, thiếp không thể quên được. Lan Nhi, hoàng đế trầm mặt, trẫm đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Tại sao ngươi đột nhiên nói như vậy? Lục Chỉ Lan không trả lời, khóc nức nở, khóc đến mức hoàng đế đau lòng, đang muốn cầm khăn lau nước mắt cho nàng, thì cảm thấy hoa mắt, đầu đột nhiên rất nặng, thân thể đổ về bên cạnh. Bệ hạ, Lan Quý Phi khóc dữ dội, đưa tay ôm đầu hắn, cùng ngã xuống giường. Trẫm sao đột nhiên cảm thấy mệt mỏi như vậy, trong đầu một mảng đen tối, Minh Đức Đế yếu ớt nói, Lan Nhi, ngươi nắm tay trẫm. Chương 172. Lục Chỉ Lan nước mắt giàn giụa, cầm tay hoàng đế, nhìn thấy sắc mặt hắn tái xanh, cổ họng đau đến mức không thể nói ra lời, chỉ có thể khóc thét. Minh Đức Đế thật sự rất tốt với nàng, suốt 2 năm nàng vào cung. Dù nàng kiêu căng tùy hứng, hắn vẫn bao dung, cho nàng tất cả những gì tốt nhất, ngay cả hoàng hậu cũng không dám bắt nạt nàng. Nàng thường ngồi cạnh cửa sổ buồn bã rơi lệ, khi hắn đến, luôn không quấy rầy nàng, đợi nàng khóc đủ, quay lại là có vòng tay ấm áp. Không cần giải thích gì, chỉ cần ôm là đủ an tâm. Hắn có thể không phải là một đế vương xuất sắc, nhưng chắc chắn là một người đàn ông rất tốt, nàng thật sự có lỗi với hắn. Đôi môi giật giật, hoàng đế dường như muốn nói chuyện, nhưng hắn không có cơ hội. Thuốc tiêu giao tán hiệu lực cực mạnh, chẳng mấy chốc đã lấy đi tính mạng của hắn. Lần cuối cùng, hắn vẫn nhìn về phía Lan Quý Phi. Làm hoàng đế hơn 20 năm, hắn chỉ thật lòng yêu một người phụ nữ như vậy. Không ngờ kết cục lại như thế, không ngờ nàng lại ra tay độc ác với mình như vậy. Điều không ngờ nhất là, trước khi chết, ý niệm cuối cùng trong đầu hắn không phải là hận, mà là lo lắng, sau khi hắn chết, nàng sẽ ra sao? Mưu sát quân chủ, tội danh này, nàng làm sao gánh nổi? Trong Chỉ Lan Cung vang lên tiếng khóc thảm thiết, bên ngoài không ai dám vào, chỉ nghĩ rằng Lan Quý Phi đang đau khổ khóc. Thẩm Tại Dã cúi mắt đứng bên cạnh, tỉnh táo phân phó thân tín đi sắp xếp công việc, nhìn người ra ngoài rồi quay lại. Rồi thẳng tay tát mạnh Lục Chỉ Lan, chát, mặt bị đánh lệch đi, Thẩm Tại Dã hơi nhíu mắt, từ từ xoay đầu nhìn người trước mặt. Mặt Lục Chỉ Lan đã bị trang điểm làm cho không còn hình dáng. Cả người nàng giống như món đồ chơi hắn từng vứt bỏ, ủy khuất và phẫn nộ giống lên, ta hận ngươi. Nàng hận hắn biết bao, nếu không vì hắn, nàng sẽ không vào cung, sẽ không gặp Minh Đức Đế, sẽ không thiếu một đời một kiếp còn khoản nợ này. Nhưng cuối cùng nương nương vẫn chọn giúp ta. Thẩm Tại Dã nhẹ nhàng vuốt cằm, cảm ơn, toàn thân run rẩy, Lục Chỉ Lan nắm cổ tay hắn rồi cắn mạnh, dùng hết sức, chỉ trong chốc lát miệng nàng đầy máu. Mùi máu cuối cùng cũng giúp nàng tỉnh táo lại, mắt đỏ ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tại Dã, ngươi biết không? Ta từng rất muốn cùng ngươi cả đời, mài mực cho ngươi, nhìn ngươi mua kiếm, đi theo ngươi đến mọi nơi, dù ngươi không bao giờ quay đầu nhìn ta. Ta đã làm một việc ngu ngốc, nghe theo lời của Tiêu đại nhân vào cung Đại Ngụy, nghĩ rằng làm vậy là tốt cho ngươi, mà không nghĩ đến đường lui cho mình. Ngươi lại hoàn toàn không cảm kích. Thẩm Tại Dã nhìn nàng thật sâu, thì ra là đại nhân đứng sau cản trở. Hắn biết rõ tình cảm của Lục Chỉ Lan dành cho hắn, dù thế nào nàng cũng không hèn hạ đến mức vào cung để mở đường cho hắn. Trước đây khi nàng đột ngột vào cung, nói là do người bên cạnh hắn phân phó, để hắn gánh chịu tình trái này. Hắn hiểu, dù là bạn bè nhiều năm, nàng không cam lòng, phải có người để hận mới có thể kiên trì. Không ngờ nàng cũng hiểu rằng đó không phải ý của hắn. Trong mắt ánh lên chút thương tiếc, Thẩm Tại Dã đưa cho nàng một chiếc khăn tay, ta không phải không cảm kích. Nước mắt lại chảy xuống, Lục Chỉ Lan nức nở, ngươi không phải không cảm kích. Nếu vậy, vì sao ngươi không quan tâm ta? Vì sao đối đãi ta còn tệ hơn trước? Nàng bước vào hoàng cung lạnh lẽo này, chỉ muốn thấy hắn cười với nàng, quan tâm nàng nhiều hơn chút cũng tốt. Ai ngờ, hai người lại càng xa cách, cả đời hy sinh đổi lấy kết quả này. Làm sao nàng không oán hận? Vì ngươi vừa vào cung, liền trở thành người của hoàng đế. Thẩm Tại Dã nhíu mày, phải giữ đúng quy tắc. Quy tắc, Lan Quý Phi sững sờ, rồi cười lớn, nói vậy, là chính mình hại chính mình, chọn sai đường. Quý Phi nương nương, Lục Chỉ Lan mắt đỏ bừng nhìn hắn, cầm tay lạnh buốt của Minh Đức Đế, nghiến răng nói, hắn đã chết, ngươi không thấy sao? Ta không còn là quý phi nương nương, không còn nữa. Không ai còn an ủi nàng khi nàng khóc, cũng sẽ không còn ai cưng chiều, yêu thương và bảo vệ nàng. Nàng yêu sai người, thương sai người, hại sai người. Tại sao nàng không đưa chén trà đó cho Thẩm Tại Dã? Tại sao? Hận ý vô biên vô hạn trào dâng. Lan Quý Phi nhìn Thẩm Tại Dã với ánh mắt sắc bén. Ngươi phải đền bù tổn thất cho ta. Ngươi muốn ta đền bù thế nào? Ngươi phải sống với ta suốt đời. Cuộn mình trên giường, Lục Chỉ Lan nhìn chằm chằm hắn. Phải đối tốt với ta hơn cả Hiên Minh. Hiên Minh là tên của Minh Đức Đế. Thẩm Tại Dã nhìn thi thể hoàng đế trên giường, ánh mắt phức tạp, lâu sau mới cúi đầu đáp, được. Minh Đức Đế tốt với Lục Chỉ Lan bao nhiêu, hắn đều thấy rõ. Lục Chỉ Lan không phải không có tình cảm với Minh Đức Đế, hắn cũng thấy rõ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định như vậy, hắn phải đền bù tổn thất cho nàng. Tự tay giết người mình yêu sâu đậm là cảm giác thế nào? Hắn nghĩ, chắc cũng giống như khi nhìn Lục Chỉ Lan năm đó trong trang phục hậu phi, dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, không khác gì. Trên đời này nợ ai cũng không đáng sợ. Chỉ sợ nợ người yêu ngươi sâu đậm, vì không bao giờ có thể trả lại, áy náy sẽ theo suốt đời. Nhắm mắt lại, Thẩm Tại Dã cúi chào trước giường, rồi xoay người đi ra ngoài. Ánh mắt hung ác của Lục Chỉ Lan dần dịu xuống, cho đến khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất ngoài cửa, nàng mới như đứa trẻ không gia đình, từ từ nằm vào lòng Minh Đức Đế, kéo tay hắn ôm lấy mình, âm thầm nức nở. Trong cung này, muốn đưa gì vào miệng hoàng đế cũng phải kiểm tra. Chỉ có nàng, chỉ cần nàng đưa, hắn sẽ không nhìn mà uống ngay. Chết dưới tay nàng, hắn nhất định rất hận, kiếp sau gặp lại nàng, còn để ý nàng không? Còn có thể nhìn nàng ôn nhu, gọi một tiếng Lan Nhi. Cuộc sống tịch mịch lạnh lẽo này, nàng cuối cùng cảm nhận chút ấm áp, rồi cuối cùng cũng từ từ lạnh giá bên cạnh nàng. Cả hoàng cung ngoài ý muốn yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc trong Chỉ Lan cung, nơi khác không có gì. Thẩm Tại Dã bình tĩnh đi đến Kiền Nguyên Điện, công nhân yên tĩnh nhìn hắn chăm chú khi hắn cầm ngọc tỷ, lập di chiếu. Thái y đợi ngoài Chỉ Lan cung, hoàng đế thân tín muốn vào xem nhưng bị ngăn lại. Hoàng thượng bệnh nặng, triệu tập danh y khắp thiên hạ vào cung chữa trị, ai có thể diệu thủ hồi xuân sẽ được thưởng vạn lượng. Thái giám tuyên chỉ tiếng vang dội cung đình, vang khắp các phố phường kinh đô. Dân chúng vây quanh bảng cáo chỉ trò trò. Các danh y từ huyền hồ đường cũng đều rối rít tiến cung, trong chốc lát tin hoàng đế bệnh nặng kèm theo giải thưởng vạn lượng vàng lan khắp thiên hạ. Tin đồn nổi lên, nhưng Nam Vương Sơn Tiên còn không biết gì, một thiếu niên nhiệt huyết đang rút kiếm chém giết quân giặc. Địa thế phức tạp, hắn cùng những kẻ phản tặc am hiểu ẩn núp đấu nhiều ngày, cuối cùng bị thương nặng. Còn 2 ngày nữa, ta sẽ bắt hết bọn chúng, trong mắt tràn đầy hưng phấn, Mục Vô Hạn nói. Bên ta binh lực gần như không tổn thất gì, tình hình thế này, trở về có thể cầu phụ hoàng cho phép công kích. Các tướng lãnh bên cạnh không nói gì, chỉ cúi đầu đồng ý. Mục Vô Hạ dừng lại, ngẩng đầu quét mắt nhìn quanh, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương gia đừng nghĩ nhiều, người bên cạnh vội nói, không có gì xảy ra, chúng tôi chỉ lo lắng cho ngài thôi, ngài mỗi lần tấn công phía trước, lỡ có gì ngoài ý muốn. Lo lắng chuyện này làm gì? Mục Vô Hạ cười khẽ, cúi đầu nhìn bộ giáp trắng bên hồng, thứ này rất vững chắc. Mọi người đồng loạt đáp lời, trao nhau ánh mắt. Nam Vương tuổi còn nhỏ, nhưng không dễ lừa, 2 ngày cuối cùng, không thể để xảy ra sự cố. Phủ thừa tướng, tin hoàng đế bệnh nặng truyền đến, Khương Đào Hoa liền thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tại Dã không phản bội thỏa thuận của họ, Triều Quốc được cứu rồi. Nhưng, tại sao đã lâu như vậy, hắn vẫn chưa trở lại? Thủ vệ ngoài phủ thừa tướng càng nghiêm ngặt hơn, bên trong mọi người lo sợ bất an. Đào Hoa ở cổng đợi 1 ngày, cuối cùng phải mang Thanh Đài trở về Tranh Xuân Các. Vào đến sân, thấy các cơ thiếp đều ở đó. Phu nhân, Cố Hoài Nhu vẫn đắp đầu xa, trong giọng đầy lo lắng, ngài đi đâu? Ra ngoài một chút, Đào Hoa cười, quét mắt một vòng, không thấy Mai Chiếu Tuyết. Từ Yến Quy chưa về, có lẽ tình hình nguy hiểm, may nàng không đi. Nhưng đã vậy, Lăng Hàn Viện vẫn phải trông coi cho thỏa đáng. Bên ngoài loạn lạc, ngài còn đi. Cổ Thanh Ảnh nhíu mày, che miệng nói, thiếp nghe nói, hoàng thượng hình như muốn. Không cần nói hết lời, ai cũng hiểu ý. Đào Hoa vỗ tay nàng, cười khẽ, chúng ta không cần lo lắng những thứ này, trời sập xuống cũng có tướng ra lo. Nhìn Thẩm Tại Dã từ sáng sớm đã tương tư phủ hộ, chắc là sớm có tính toán. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên gia đình chạy vào, sốt ruột báo, phu nhân. Bên ngoài đánh nhau, Đào Hoa không hiểu quay đầu hỏi, ai đánh nhau? Gia đình run rẩy nói, Ngự Lâm Quân đánh nhau với thủ vệ của phủ. Hít một hơi lạnh, Đào Hoa lập tức quay đầu nhìn mọi người trong sân, mau giấu vào Lâm Vũ Viện, ta ra cổng xem. Ngự Lâm Quân tấn công phủ thừa tướng, có lẽ không ai biết ý đồ của Thẩm Tại Dã, muốn dùng gia quyến uy hiếp hắn. Nói đùa gì chứ, những nữ nhân này rơi vào tay Ngự Lâm Quân, cùng lắm là bị kéo đi làm trò chơi, Thẩm Tại Dã sẽ không bị uy hiếp, đáng thương chỉ là nữ nhân thôi. Đám cơ thiếp đều hoảng hồn, được Hoa Đăng giúp đỡ dẫn vào Lâm Vũ Viện, Khương Đào Hoa kéo váy chạy về phía cổng lớn. Trên đường, gặp Mai Chiếu Tuyết, nhìn thấy nàng, Mai Chiếu Tuyết mặt tái đi, ánh mắt luống cuống, nhấc váy chạy về hướng cổng chính. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 173. Ngăn cô ta lại, Đào Hoa quyết đoán để Thanh Đài đi qua, Thanh Đài nhanh chóng phi thân, trực tiếp chặn đường Mai Chiếu Tuyết. Trong lòng kinh ngạc, Mai Chiếu Tuyết cứng người, từ từ quay đầu lại. Nàng muốn đi đâu vậy? Đào Hoa cười, tiến gần tới nàng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, vội vàng thế. Mai Chiếu Tuyết cúi mắt xuống, chỉnh lại váy, thản nhiên nói, nghe nói bên ngoài đang đánh nhau, thiếp chỉ muốn đi xem. Nếu ta nhớ không lầm, Đào Hoa cười, nàng không phải đang bị cấm túc sao? Bên ngoài đánh nhau thì có liên quan gì đến nàng? Trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, Mai Chiếu Tuyết lùi lại nửa bước, không nói gì. Khương Đào Hoa yên lặng nhìn nàng vài lần rồi nói, ngươi không nghĩ rằng ta không thể ra khỏi cung, vì vậy mới ra lệnh cho người mở cửa chính tướng phủ sao? Lúc này mới nhận ra có điều gì đó không đúng, Mai Chiếu Tuyết nhíu mày, phu nhân chưa đi tới cung sao? Ta vào cung để làm gì? Đào Hoa nhớn mày, bên ngoài loạn thế này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Phu nhân thật là thâm trầm. Mai Chiếu Tuyết bật cười, ở trong tay ngài, đúng là không thể đòi được gì tốt. Quá khen, Đào Hoa nhìn về phía Thanh Đài, nhanh chóng trói Mai Chiếu Tuyết lại, áp giải nàng tới cửa. Vừa đến gần cửa chính đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm. Trận chiến có vẻ không nhỏ, cửa phủ đóng chặt, Bàng Dương Bay dẫn người phòng thủ trước cửa chính, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn. Phu nhân, thấy Đào Hoa, Bàng Dương Bay căng thẳng, ngài nên trở về sân. Đừng ra ngoài. Cho ta trốn cũng phải biết tình hình rồi mới trốn chứ. Khương Đào Hoa nghiêm túc hỏi, bên ngoài là ai? Bàng Dương Bay ngừng lại, do dự một lúc, rồi dẫn Đào Hoa tới gần nói, là Ngự Lâm Quân. Hoàng thượng đang nguy kịch trong cung, thừa tướng giữ không cho ai vào hoàng cung. Ngự Lâm Quân trung thành bảo vệ chủ, muốn công kích tướng phủ để cầu xin hoàng đế bình an. Nhưng Minh Đức Đế dù sao cũng không thể bình an được nữa. Nếu đúng là tình huống như vậy, Đào Hoa gật đầu, chỉ tay về phía Mai Chiếu Tuyết bị trói đằng sau, người này là nội ứng của tướng phủ, giao cho các ngươi trông coi. Khi cần thiết có thể dùng làm con tin, chắc chắn có thể đổi lấy một chút sinh cơ. Mai Chiếu Tuyết kinh hãi, phu nhân, thiếp cũng là người của tướng phủ, ngài cần gì phải trả thù riêng? Ta với ngươi không có thù riêng gì. Đào Hoa quay đầu nhìn nàng, chỉ là ngươi tính toán đánh vào ta và Thẩm Tại Dã. Không thể trách ta không nể mặt. Mai Chiếu Tuyết mím môi, muốn biện minh rằng mình không có làm gì, nhưng đôi mắt Khương Đào Hoa như nhìn thấu nàng, bất cứ lời giải thích nào cũng chỉ là trò cười. Thực sự là nàng đã tính toán đánh bọn họ, chỉ không ngờ rằng Khương Đào Hoa lại không bị lừa. Thái tử qua đời, cha nàng nhận ra bộ mặt thật của Thẩm Tại Dã nhưng không thể làm gì hắn. Biết rõ Thẩm Tại Dã có ý định mưu phản, nên ít nhất muốn bảo vệ hoàng đế. Nếu không mai ra sẽ khó sống. Vì vậy, cha nàng bảo nàng dẫn Khương Đào Hoa vào cung hôm qua, để hoàng đế làm đồng minh, ngăn chặn hành động của Thẩm Tại Dã. Nàng vốn tưởng rằng Khương Đào Hoa không biết gì, ít nhất sẽ tò mò vào cung xem một chút, nhưng không ngờ nàng không mắc mưu, còn nghĩ ra cách bắt chính mình. Lại một lần nữa nàng thua, và vẫn thua không cam lòng. Nàng không thua kém Khương Đào Hoa, nhưng vì sao lúc nào cũng không thắng được. Bàng Dương Bay gật đầu, phái người trói Mai Chiếu Tuyết vào một gốc cây, Đào Hoa cùng Thanh Đài chạy về Lâm Vũ Viện. Tại sao phải trốn ở đây? Cổ Thanh Ảnh tò mò hỏi, mọi người tách ra trốn sẽ dễ dàng hơn mà, sao lại khó tìm được chứ? Bởi vì đây là sân nhỏ của tướng gia. Từ cửa bước vào, Đào Hoa không nói nhiều, chỉ hướng về phía thư phòng, tình huống nguy cấp, các ngươi theo ta. Mọi người đang chần chừ, nhưng bên ngoài tướng phủ đột nhiên vang lên tiếng binh lính hoan hô, giống như đại môn bị phá, lập tức khiến mọi người hốt hoảng chạy về phía thư phòng. Bị chen lấn lảo đảo, Đào Hoa nhíu mày, đẩy đám người ra, đi đến bên cạnh thư phòng, đưa tay sờ xung quanh, két một tiếng vang lên, cửa phòng tối mở ra. Một đám phụ nữ rối rít thét lên, Đào Hoa thấp giọng quát, im lặng. Cố Huệ Nhu che miệng, kinh hãi nhìn vào phòng tối, ánh sáng chiếu vào, bên trong tường đầy đao kiếm. Tướng phủ bên trong vẫn còn một chỗ như vậy, các nàng chưa bao giờ biết. Đi vào, Khương Đào Hoa vừa nghe tiếng động bên ngoài, vừa nói, Thanh Đài đi lấy thêm đồ ăn uống từ phòng bếp, nhanh lên. Vâng, Thanh Đài đáp, phi thân đi. Mọi người phía sau lần lượt chạy vào phòng tối tìm chỗ, một bên than không thấy gì, một bên than quá lạnh. Đào Hoa chạy đến nhà chính, lấy hết chăn mền trong phòng Thẩm Tại Dã, cầm thêm nến và đèn, đi vào chiếu sáng phòng tối, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các nàng, sau đó ngồi chờ Thanh Đài trở lại. Thanh Đài cũng có sức mạnh lớn, mang hai giỏ đồ, nhìn thấy Đào Hoa liền vỗ tay, lợi hại. Chủ tử mau vào đi, Thanh Đài mặt không còn chút máu, cửa tướng phủ bị phá. Có người đã xông vào, được, Đào Hoa gật đầu, nhìn nàng vào phòng tối, sau đó khóa cửa chính Lâm Vũ Viện, kiểm tra sân lần nữa, xác định không có dấu vết gì, rồi mới vào phòng tối, đóng kín cửa. Tất cả đừng lớn tiếng, nghe ta nói. Trong phòng tối, Đào Hoa nói nhỏ, Lâm Vũ Viện là sân kiên cố nhất trong phủ. Họ dù có vào được tướng phủ, cũng phải tốn công mới vào được đây, chưa kể còn có cơ quan bảo vệ chúng ta. Nếu mật thất bị phát hiện, xung quanh chúng ta đầy đao kiếm, chúng ta phải lấy ra chống trả. Trong phòng tối phần lớn là những người xuất thân quý tộc, chưa bao giờ gặp loại trận chiến này. Nghe nói còn phải cầm đao kiếm, Cổ Thanh Ảnh bật khóc, chúng ta chỉ là những cô gái yếu đuối, làm sao đấu được. Bên ngoài tình hình ra sao, vì sao lại? Khương Đào Hoa nhanh chóng đưa tay bịt miệng nàng, tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền vào, từng tiếng một, như đập vào lòng người, khiến mọi người trong phòng tối co lại thành một khối. Thanh Đài sắp xếp xong đồ ăn uống, lấy một thanh kiếm từ trên tường xuống, nghiêm túc nhìn chủ tử của mình. Đào Hoa hiểu ánh mắt của nàng, biết rằng cô sẽ thề bảo vệ mình. Nắm tay nàng, cả hai nín thở tiếp tục nghe động tĩnh bên ngoài. Có lẽ trong hậu viện không tìm thấy ai, Ngự Lâm quân bên ngoài lục soát đều nói lảm nhảm, thông báo lẫn nhau, bên này không có, bên này cũng không có, lạ thật. Người đi đâu? Ngự Lâm quân thống lĩnh nhíu mày đứng trước cửa Lâm Vũ Viện, thấy họ đập cửa một lúc, liền dứt khoát ra lệnh, mang thang đến, trực tiếp trèo vào xem, cửa này quá vững chắc. Rõ, 10 Ngự Lâm quân trèo vào Lâm Vũ Viện, bắt đầu lục soát khắp nơi. Vài tiểu thị đã khóc, che miệng không dám phát ra tiếng lớn, nhưng nghe tiếng người ở phòng tối khua gõ tường, tim họ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đào Hoa vừa đưa khăn cho các nàng, vừa nhanh chóng nghĩ cách. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nàng không lo bị người bên ngoài tìm thấy, lo hơn là những phụ nữ yếu đuối này sẽ tự bại lộ. Dù sao họ đều được nuông chiều từ bé, gặp chuyện kinh hoàng cũng phải uống thuốc vài ngày, chưa kể kinh nghiệm sống còn như thế này. Có lẽ vì nàng luôn tỏ ra đáng tin cậy, nên họ tin tưởng và tạm thời nhẫn nại. Nhưng trong lòng nàng, thực sự cũng không chắc chắn, bất kỳ mưu trí nào trước sức mạnh tuyệt đối đều không thể dùng được. Một khi bị bắt, dù Thẩm Tại Dã có bị uy hiếp hay không, các nàng đều không có cơ hội sống sót. Kể cả nàng, cắn răng, Đào Hoa nắm chặt tay Thanh Đài, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, hô hấp gần như ngừng lại. Ngự Lâm quân không tìm thấy người, đang nghi ngờ, tay chạm vào giá sách làm đổ bình hoa. Bằng một tiếng vang lên, bình hoa vỡ tan, một chai nước cũng rơi xuống đất. Đồng tử hơi co lại, Đào Hoa hít sâu một hơi. Nước thấm qua khe hở dưới cửa phòng tối, chảy vào trong. Chỉ cần người bên ngoài thấy, chắc chắn biết nơi này có gì đó lạ. Cố Huệ Nhu cũng thấy, không kìm được sẽ kêu lên. Đào Hoa vội vươn tay ôm chặt nàng, nhỏ giọng trấn an, đừng sợ, không sao đâu, đừng hoảng hốt. Đá mảnh vụn bình hoa một cái, Ngự Lâm quân không chú ý nước chảy hướng nào, xoay người ra ngoài báo cáo, đại nhân, bên này cũng không có. Mọi người trong phòng tối thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung cầm mắt đỏ hoe, Cổ Thanh Ảnh cắn mờ u bàn tay khóc, mắt đảo loạn. Nghe ta sẽ không sai. Nhìn các nàng thần sắc không tốt, Đào Hoa cười, trấn định nói, bây giờ ra ngoài chỉ có đường chết. Ở lại đây chúng ta còn sống được vài ngày, chờ tướng gia trở lại cứu, đừng buông tha hy vọng. Nếu bị phát hiện thì sao? Tần Hoài Ngọc nhỏ giọng hỏi. Thì ta sẽ được trước bảo vệ các ngươi. Đào Hoa ôn hòa nhìn họ, dù sao ta cũng là chủ mẫu của tướng phủ này, trời sập xuống cũng phải đỡ cho các ngươi. Lòng mọi người đều ấm áp, cảm xúc bối rối cũng giảm đi nhiều. Đào Hoa sửa lại chăn mền cho các nàng, rồi nhìn Thanh Đài lấy thức ăn nước uống ra, tính toán một chút, chắc có thể kiên trì được một thời gian. Nam Cung nương tử, ta muốn xin lỗi ngươi. Cổ Thanh Ảnh đột nhiên nói nhỏ, trước kia ta lừa ngươi, nói muốn cùng ngươi cùng tiến thoái, nhưng lại bán đứng ngươi ở chỗ Mai thị. Nam Cung cầm sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng, ta chỉ nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Cổ Thanh Ảnh cúi đầu, khó khăn lắm mới làm được nương tử, tự nhiên muốn dựa vào cây to để sống tốt hơn, nên nhất thời bị cám dỗ. Còn có phu nhân, thiếp cũng từng bán đứng người. Đây gọi là gì? Người sắp chết nói lời từ bi. Đào Hoa nghe vậy cười, khoát tay áo, ta đã sớm biết, ngươi không cần để tâm. Dù sao nàng cũng không bị tổn hại gì. Có Cổ Thanh Ảnh mở đầu, cả đám phụ nữ như đột nhiên tỉnh ngộ, rối rít bắt đầu kiểm điểm chính mình. Chương 174. Tần Hoài Ngọc nhỏ giọng nói, trước đây thiếp đã nhận được ân huệ của phu nhân, nhưng một thời gian trước, thiếp lại còn oán trách phu nhân quá mức yêu ái. Đó là lỗi của thiếp. Cô ta quay đầu nói với Cổ Thanh Ảnh, ngươi rất thích chiếc bình hoa đó, nhưng nha hoàn của ta vô ý làm vỡ nó. Ta không dám nói với ngươi, chỉ có thể để ngươi trách phạt người trong viện của ngươi. Không sao, Cổ Thanh Ảnh lúng túng nói, trong tiền tiêu hàng tháng của ngươi có 5 cái tổ yến. Khi nha hoàn của ta đi lấy, cô ấy cũng mang theo một cái của ngươi. Đào Hoa nghe mà giờ khóc giờ cười, nếu không phải tình huống nguy cấp, thực sự muốn nhớ lời họ nói để kể cho Thẩm Tại Dã nghe. Nhìn qua những người phụ nữ trong hậu viện này, cũng không phải ai cũng đáng ghét, có lúc họ cũng thật đáng yêu. Bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại, mọi người ai có gì muốn nói cũng đã nói hết. Những người phụ nữ thường tranh đấu gay gắt, giờ đây lại đoàn kết, cầm tay nhau động viên, Đào Hoa nhìn mà cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chỉ hy vọng Thẩm Tại Dã có thể nhanh chóng giải quyết chuyện trong cung. Mục Minh Hiên làm hoàng đế nhiều năm không phải vô ích, dù chết lặng lẽ nhưng thân tín và cận thần của ông đều nhận ra sự bất thường và yêu cầu được gặp vua. Thẩm Tại Dã đứng trước cửa Chỉ Lan Cung, cùng Tam Công Cửu Khanh cầu kiến. Thừa tướng sao lại ở đây? Thái úy Sở Sơn rất khó hiểu, nhìn cửa chính Chỉ Lan Cung nói, chẳng phải ngài ngăn không cho chúng ta vào sao? Thẩm Tại Dã vẻ mặt trầm trọng, lúc trước chỉ là ngự y không được phép vào. Thẩm mỗ mới giúp ngăn lại, nhưng đã lâu như vậy, không có chút tin tức, Thẩm mỗ tự nhiên cũng muốn gặp hoàng thượng. Mọi người vẫn còn hiểu lầm hắn sao? Mọi người kinh ngạc, nhất thời không rõ tình huống. Nhưng nếu không ai ngăn cản, Sở Sơn liền đứng dậy, đá văng cửa chính Chỉ Lan Cung. Bên trong cung hoàn toàn yên tĩnh, cung nữ và thái giám co rúm lại trong góc, ngự y cứng ngắc quỳ bên giường, không lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Sở Sơn nhíu mày, hoàng thượng ra sao rồi? Ngự y lo sợ ngẩng đầu, nhìn quần thần, giọng run rẩy nói, hoàng thượng băng hà. Cái gì? Quần thần kinh hãi, Sở Sơn liền kéo ngự y lên, kiểm tra hơi thở của Minh Đức Đế. Thân thể lạnh buốt, hoàn toàn không còn hơi thở. Sao lại có thể như vậy? Ngự y cúi đầu nói, hoàng thượng trước đó đã bệnh nặng. Đại phu trong cung không biết đã cho uống những loại thuốc gì, sức khỏe ngày càng kém, sáng sớm hôm nay liền. Ngươi dám lừa dối mà không báo. Sở Sơn giận dữ, hoàng thượng băng hà là chuyện lớn như vậy, sao có thể không thông báo lục cung, chiêu cáo thiên hạ? Vi thần, ngự y lau mồ hôi trên đầu, cúi thấp đầu. Văn võ bá quan đều quỳ xuống, Sở Sơn cắn răng nhìn thánh thể hồi lâu, rồi truyền lệnh gõ chuông tang. Hoàng đế băng hà, trong triều chỉ còn 2 vị hoàng tử, việc cấp bách là cần Nam Vương trở lại chủ trì đại cục. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Tại Dã đang quỳ bên cạnh, Sở Sơn nhíu mày. Cái chết của đế vương quá kỳ quặc, Thẩm Tại Dã trước đó đã có ý phản loạn, lần này có thể hắn muốn nhân cơ hội đoạt ngôi, nên đã hại các hoàng tử và đưa Nam Vương ra ngoài. hắn là thái úy, trong tay có nửa binh quyền của Đại Ngụy, nhưng trong cung vẫn bị Thẩm Tại Dã kiểm soát. Nếu Nam Vương không kịp trở về, Đại Ngụy sẽ gặp nguy hiểm. Sở Sơn không nghi ngờ Thẩm Tại Dã muốn giúp Nam Vương đoạt vị, vì trước đây Thẩm Tại Dã luôn ủng hộ Thái Tử, dù hại Thái Tử nhưng không buông tha các hoàng tử khác, cũng chưa từng nói lời tốt về Nam Vương trước mặt hoàng đế, nên Sở Sơn chỉ nghĩ Thẩm Tại Dã có dã tâm riêng. Thẩm Tại Dã đã dự liệu được điều này từ sớm, hắn chỉ cần kiểm soát tốt trong cung, chờ Mục Vô Hạ trở lại, không cần nói gì, Sở Sơn và đám người sẽ ủng hộ hắn lên ngôi. Những người này là vũ phu, làm sao có thể so bì được với thủ đoạn của hắn. Thẩm thừa tướng không cần về phủ xem sao? Sở Sơn nhìn hắn, đột nhiên nói, trong cung đại tang, thừa tướng sẽ vất vả liên tục trong một thời gian dài, lâu không về nhà, cũng không nghĩ đến cơ thiếp trong phủ sao. Trong lòng thoáng ngừng lại, Thẩm Tại Dã cúi mắt nói, quốc gia trước, gia đình sau, bệ hạ hậu sự chưa xong, Thẩm mẫu há có thể bận tâm gia đình mình. Thẩm thừa tướng là người làm đại sự, ánh mắt Sở Sơn đầy thâm ý, thành công không câu nệ tiểu tiết, tại hạ thụ giáo. Trước đây luôn có người nói Thẩm Tại Dã háo sắc, nên hắn mang về sân nhiều phụ nữ đủ loại, không ngừng. Bây giờ nhìn lại, hắn chưa chắc đã đa tình như người ta nói. Tin tức tướng phủ bị Ngự Lâm quân công phá hắn cũng biết, không tin hắn không rõ. Thẩm Tại Dã yên tĩnh quỳ hành lễ, làm chu toàn các lễ nghi xong, mới ra cửa gọi Trạm Lô đến hỏi, thế nào? Họ không tìm thấy người. Trạm Lô cau mày nói, không biết phu nhân mang những người khác giấu đi đâu, Bàng Dương Bay cũng nói không biết. Ngay cả Bàng Dương Bay cũng không biết. Thẩm Tại Dã kinh ngạc, dựa vào tường suy nghĩ hồi lâu, rồi vẻ mặt hơi thay đổi. Người hãy để người trong phủ đứng dậy thật tốt, nếu không đủ người, thì điều từ bên Bàng tướng quân. Vâng, Trạm Lô đáp, nhưng không kìm được tò mò, phu nhân và họ vì sao lại không thấy? Trong phủ chúng ta đã tìm cả hầm, nhưng không thấy bóng người. Phu nhân của các ngươi là người rất nhớ tốt, nhớ đến phòng tối trong thư phòng, Thẩm Tại Dã mỉm cười, ánh mắt đột nhiên ôn nhu, sự nhớ tốt này cũng có thể cứu mạng. Nói vậy có gì khác nhau? Trạm Lô thở dài, không hỏi nữa, dù sao nhiều chuyện chỉ có hai vị chủ tử này hiểu, người khác hỏi cũng không hiểu, hắn đi làm việc thôi. Không biết từ đâu trong cung truyền tin rằng hoàng đế đã lập di chiếu nhưng bị Thẩm Tại Dã giấu đi. Nghe vậy, Sở Sơn liền dẫn người ép hỏi Thẩm Tại Dã. Xung quanh đều là người, Thẩm Tại Dã trong bộ quan phục văn thần, cao lớn vững chãi, bình tĩnh nhìn họ. Nếu có di chiếu, tại sao không công bố? Sở Sơn lạnh lùng nói, thừa tướng đang tính toán gì? Di chiếu này là do hoàng thượng nhờ Thẩm mộ viết. Thẩm Tại Dã nói, Sở thái úy không tin Thẩm mộ, di chiếu này có tác dụng gì? Trong kinh còn có Hằng Vương, không bằng nhân cơ hội lập Hằng Vương làm đế, ổn định đại cục. Hoang đường, Sở Sơn không kìm được mắng, Hằng Vương hai chân đã phế, sao có thể làm vua? Ta thấy ngươi lòng muông dạ thú, mưu đồ làm loạn. Thẩm Tại Dã chỉ cười không nói, hai bên đang giằng co, thì có cấm vệ đến báo, thái úy, trong Chỉ Lan cung phát hiện di chiếu. Ở đâu? Sở Sơn vội hỏi, cấm vệ chắp tay nói, ở trên tường của chính điện Chỉ Lan cung, xin đại nhân rời bước. Thẩm Tại Dã nhướng mày, thấy ánh mắt Sở Sơn sáng lên, liền nói, di chiếu trên tường không có mọc tỉ, không thể coi là thật. Chương 175. Trong tình huống này, bất cứ điều gì Thẩm Tại Dã nghi ngờ thì Sở Sơn sẽ càng tin tưởng, vì thế, hắn liền bước chân đi đến Chỉ Lan cung. Trên tường có những chữ viết siêu vẹo, không rõ được khắc từ lúc nào, nhưng có thể nhận ra là chữ của hoàng đế. Chắc là được khắc trong tình huống nguy cấp, chỉ có một câu, nếu ta không qua khỏi. Phế thái tử, lập Nam Vương làm vua. Phế thái tử, Sở Sơn nhíu mày, chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi sao? Được khắc vào thời điểm thái tử mưu nghịch. Chắc là vậy, Thẩm Tại Dã gật đầu, hiện tại cũng không thể tính được. Quần thần đều im lặng, Sở Sơn tức giận nhìn Thẩm Tại Dã, nếu thừa tướng không giao di chiếu ra đây, ta chỉ còn cách tuân theo chiếu này, đón Nam Vương lên ngôi. Các người định tuân theo thế nào? Thẩm Tại Dã nhướng mày, muốn nảy bức tường này xuống sao? Ngươi, Mai Phụng thường không thể nhịn nổi nữa, cau mày nói, ta cứ nghĩ thừa tướng có lòng trung quân ái quốc, không ngờ nhanh như vậy đã lộ ra đuôi cáo. Tiên hoàng đã qua đời, ngôi vị hoàng đế đang treo lơ lửng, Ngọc tỷ lại ở trong tay ngươi, ngươi không lập tân đế là muốn gì? Còn có thể làm gì, nhất định là có ý đồ không yên phận. Mọi người ở đây trong lòng đều như gương sáng, Sở Sơn cắn răng ra lệnh, đưa Thẩm thừa tướng đến Tư Tông Phủ. Ai dám? Nam Cung Sa rút kiếm bước tới, lướt qua đám người, mang theo cấm vệ bảo vệ Thẩm Tại Dã từng lớp, thái úy và thừa tướng đều là tam công, ai có quyền lực nhốt thừa tướng? Nam Cung đại nhân, Sở Sơn nhíu mày, ngươi là vệ úy trong cung này, lại muốn giúp đỡ loạn thần tặc tử sao? Thừa tướng không cướp ngôi, không hành động tùy tiện, tại sao lại bị coi là loạn thần tặc tử? Nam Cung Đường Sa nói, hạ quan ngược lại cảm thấy hắn là một vị quan tốt, vì dân vì nước. Thẩm Tại Dã hành xử như vậy, còn gọi là vì dân vì nước? Sở Sơn và Mai Phụng Thường đều cười, hai bên giằng co, chuẩn bị chiến đấu. Trong cung không thể tránh khỏi cảnh gió tanh mưa máu, Thẩm Tại Dã ra lệnh không được động đến tính mạng của Sở Sơn và những người khác, nhưng nhóm người của Sở Sơn lại dẫn người đến giết hắn. Hai bên đánh nhau kịch liệt suốt một ngày một đêm, máu chảy thành sông trong cung. Tất cả mọi người cảm thấy đã xong rồi, dù Thẩm Tại Dã vốn không muốn cướp ngôi, bây giờ cũng sợ bị bức phải tạo phản. Khi thế cục hỗn loạn, triều đình người người chọn phe chiến đấu, bắt đầu chiến tranh lời nói. Đó chính là một trận hạo kiếp của Đại Ngụy. Nhưng vào lúc bình minh, cửa cung được mở ra. Nam Vương Mục Vô Hạ trong bộ áo giáp, giữa lông mày đầy khí sắc bén, trực tiếp cưỡi ngựa mang binh đến điện Kiền Nguyên. Hai bên giao chiến bị binh lính tách ra, Mục Vô Hạ ngay lập tức trong ánh nắng sớm, trừng mắt nhìn Thẩm Tại Dã, thừa tướng, đây là vì sao? Lời chất vấn này mang theo chút khàn khàn và phẫn nộ, khiến Thẩm Tại Dã hạ thấp đôi mắt. Sở Sơn vui mừng, vội vàng chạy đến bên cạnh ngựa của Nam Vương, chắp tay nói, may mắn Vương gia kịp thời trở về. Tiên đế đã băng hà, bọn thần thỉnh Nam Vương mau chóng lên ngôi. Thỉnh Nam Vương mau chóng lên ngôi, những người đi theo Sở Sơn đều quỳ xuống, tiếng hô vang trời. Mục Vô Hạ ngẩn ra một lúc, nhìn mái hiên điện Kiền Nguyên treo cờ trắng, mắt đỏ nhìn Thẩm Tại Dã, tại sao phải làm như vậy? Tại sao không tin hắn, không chờ hắn? Hắn dẫn 5.000 binh lính giết sạch quân giặc, hàng phục hơn 2.000 người, tổn thất nhỏ nhất là một trận thắng rất đẹp. Dùng chiến công này cầu xin phụ hoàng nhất định sẽ chấp nhận. Vì sao khi hắn trở về, đối mặt với cảnh tượng này? Vì sao ngay cả một câu cũng không nói trước với hắn? Thẩm Tại Dã thở dài một tiếng, nói, không còn đường nào để đi, không có gì để nói. Nhóm người của Sở Sơn nghe không rõ, chỉ nghĩ rằng Nam Vương đang chất vấn thừa tướng tại sao phải tạo phản, cảm thấy càng kiên định hơn trong việc ủng lập Nam Vương. Khá lắm, không còn đường để đi, không có gì để nói. Mục Vô Hạ khẽ nhúc nhích cổ họng, thừa tướng cuối cùng là không coi bản vương ra gì. Không thật sự coi hắn là một đại nhân. Thẩm Tại Dã không nói thêm gì, ra hiệu cho Nam Cung cầm thu hồi binh khí, những người phía sau cũng lần lượt ném đao kiếm xuống đất. Thấy vậy, Sở Sơn lập tức sai người bắt giữ Thẩm Tại Dã. Mục Vô Hạ xuống ngựa, nhìn hắn bị mang đi, ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn nhỏ giọng phân phó người phía sau. Người đó nhận lệnh mà đi. Sở Sơn không hỏi thêm, lập tức dẫn hắn vào điện Kiền Nguyên. Nam Vương vừa trở về, tai họa lớn liền tan biến. Đại Ngụy hiện tại chỉ có hắn có thể lên ngôi, dù còn trẻ nhưng ngôi vị hoàng đế không có người nào khác. Sở Sơn và phe hộ hoàng thương lượng kỹ, trong lúc nguy cấp không màng lễ nghi, trước ban di chỉ phong đế. Di chỉ từ chỗ Thẩm Tại Dã lấy về, viết rõ ràng lập Nam Vương làm vua. Mọi thứ đều thuận lý thành chương, không ai đưa ra nửa câu dị nghị. Vậy nên, sau một ngày một đêm máu tươi rửa tội, Đại Ngụy hoàng cung nghênh đón tân quân chủ. Di chỉ tiên hoàng vừa ban, tân đế lên ngôi việc đầu tiên không phải tế bái thiên địa, mà là xử trí Thẩm Tại Dã. Thái úy nghĩ chém hắn, Mục Vô Hạ nhìn Sở Sơn, lắc đầu, không thể nào, nửa Giang Sơn Đại Ngụy đều trong tay hắn. Ti chức thật sự lo lắng, Sở Sơn cau mày nói. Người đó thông thạo tính toán, lại có lòng môn dạ thú, nếu không trừ. Nếu trừ, chẫm ngôi vị hoàng đế này cũng không ngồi vững. Mục Vô Hạ đứng dậy, tựa như chế giễu, tựa như châm biếm, cúi đầu nhìn long bào mình mặc, nhấc chân đi ra ngoài, các ngươi không cần lại xung đột với hắn, để trẫm đi nói rõ ràng. Trong thiên hạ này không ai có thể giết được Thẩm Tại Dã, trong tay hắn nắm quá nhiều quyền lực, trong lòng chứa quá nhiều mưu kế, ai dám giết hắn, nhất định sẽ dẫn tới đại họa lật đổ thiên hạ. Hắn có lẽ cũng vì thế mà không hề sợ hãi. Thẩm Tại Dã bị nhốt ở Tư Tông Phủ, nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu nhìn lại. Ngài mặc bộ xiêm y này rất hợp, hắn cười. Mục Vô Hạ không cười nổi, thần sắc thâm trầm nhìn hắn nói, chắc là thừa tướng bảo người chuẩn bị sớm, nên mới vừa vặn. Khi ta khoác bộ áo này, thừa tướng biết ta có tâm trạng gì không? Ngài sẽ oán trách vi thần. Thẩm Tại Dã cười khẽ, sáng sớm đã chuẩn bị xong long bào, nhưng chưa từng nhắc đến nửa câu với ngài. Phải, Mục Vô Hạ hí mắt, trong lòng thừa tướng, ta không đáng tin tưởng đến vậy sao? Không phải vấn đề đáng giá hay không? Thẩm Tại Dã thở dài, ngồi xuống bên cạnh nói, nếu vì thần báo sớm cho ngài có đồng ý không? Không, đó chính là, Thẩm Tại Dã nhìn hắn nói, vi thần và ngài chưa bao giờ có cùng quan điểm, nhưng thời gian không chờ ai, vi thần nghĩ ngài đi đường này sẽ tiết kiệm nhiều phiền toái. Mục Vô Hại nhìn hắn, khẽ tức giận, trong thiên hạ có rất nhiều đường tắt, nếu không có nghĩa đường cũng có thể đi thản nhiên như vậy, còn có gì phân biệt chính ta? Thẩm Tại Dã cười nhẹ, ngón trỏ cọ sát nhẹ chóp mũi, thần chưa bao giờ nghĩ mình là người chính nghĩa, cũng chưa từng nghĩ phải đi đường chính nghĩa. 100.000 năm sau trên sách sử, thần sẽ bị xếp vào hàng ngũ nịnh thần, để tiếng xấu muôn đời. Mục Vô Hạ chừng hắn, người sống cả đời, chẳng lẽ chỉ để tiếng xấu muôn đời là kết cục? Thần không có chi lớn, Thẩm Tại Dã nói, không cầu lưu danh bách thế, chỉ muốn khi còn sống làm xong chuyện nên làm, đạt được ý muốn. Đời sau bình luận thế nào, không liên quan đến thần. Trung thần thì sao, nịnh thần thì sao? Chỉ là để sách sử vung bút mà thôi, người sống cho mình, không phải sống cho người khác xem. Mục Vô Hạ cắn răng, thừa tướng thật sự vĩ đại, vì đẩy ta lên ngôi vị hoàng đế, không tiếc tung tóe một thân bùn, có hỏi qua ta có muốn kết quả như vậy không? Thẩm Tại Dã liếc hắn một cái sâu sắc, trìu mến nói, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng, ngài với thân phận như vậy, còn có thể chọn lựa chỗ trống sao? Người tôn quý nhất trong thiên hạ là người hoàng thất, đáng buồn nhất cũng là người hoàng thất. Hốc mắt có chút đỏ, Mục Vô Hạ nhìn hắn, rất lâu mới nói, ta nhớ ta đã nói rồi, nếu có một ngày ta làm hoàng đế, tuyệt đối sẽ không trọng dụng ngươi. Thần không để ý, Thẩm Tại Dã nhìn sắc trời bên ngoài, cau mày nói, tuy nhiên, thần hy vọng bệ hạ bây giờ có thể thả thần đi. Người trong phủ, sợ là không thể chịu nổi nữa rồi. Phái viện quân đuổi Ngự Lâm quân ra khỏi tướng phủ, nhưng nhóm Đào Hoa vẫn chỉ dám ở trong phòng tối tại Lâm Vũ Viện. Một đám nữ nhân lao lực quá độ, ai cũng sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Buổi tối muốn ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau, khiến mọi người sợ hãi tựa vào nhau, sợ rằng cửa sẽ bị phá bất cứ lúc nào. Không ai đến báo tin, cũng không biết tình hình trong cung thế nào. Vừa nghe có người vào phủ, mọi người tự nhiên đều lo lắng. Đào Hoa nghe thấy bên ngoài có người tiến đến thư phòng, vô thức siết chặt thanh kiếm trong tay. Không như Ngự Lâm quân sơ ý, người bên ngoài dường như rất thận trọng, vào đây không lâu đã phát hiện cơ quan, đi hai bước ngoài cửa, đưa tay nhấn một cái, cửa liền từ từ mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, mọi người hít một hơi lạnh, đồng loạt hét lên. Khương Đào Hoa cũng vô thức rút kiếm theo thanh đài, nhưng lại giẫm phải váy của mình. Mất thăng bằng liền ngã sang bên cạnh. Chủ tử, thanh đài hô lên một tiếng, vừa định đưa tay, lại thấy người tới thuần thục ôm lấy nàng vào lòng. Đào Hoa ngẩn ra, cầm lấy người này sờ sờ eo hắn, chưa kịp ngẩng đầu nhìn mặt, liền oa một tiếng khóc lên, ra. Trong phòng tối có mùi rất khó chịu, Thẩm Tại Dã nhíu mày ghét bỏ, mang theo nàng lui ra, cúi đầu nói, còn sống, cũng coi như bản lĩnh của ngươi. Mọi người lúc này mới nhìn rõ người đến là ai, liền chạy ra, vây quanh hắn như đám con gà con đòi ăn, kẻ khóc người gào thét, khiến Thẩm Tại Dã đau cả đầu trong nháy mắt. Tất cả im lặng, Đào Hoa đáng thương im lặng, chỉ mặt mình, chỉ ra phía sau phòng tối, rồi chỉ xung quanh các cơ thiếp, nước mắt lưng tròng đặt đầu vào lòng bàn tay của hắn. Giờ khóc giờ cười, Thẩm Tại Dã thuận tay sờ đầu nàng, thấp giọng nói, bảo họ im lặng, ngươi có gì muốn nói thẳng. Thiếp muốn nói, ngài có thể trở lại không? Nàng nói, ở trong phòng tối quá khó chịu, tất cả mọi người suýt nữa không chịu nổi, ngài hãy an ủi chúng ta một chút. Mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu, ai cũng dướn cổ đến gần hắn. Thẩm Tại Dã cười nhẹ, nhìn lướt qua những người khác, bế Khương Đào Hoa rồi nói, mọi người mùi trên người đều rất nặng, từng người trở về rửa mặt rồi đến thỉnh an, tướng phủ không sao, không ai dám xông vào nữa. Cổ Thanh Ảnh không vui bóp khăn tay, nhìn bóng lưng Thẩm Tại Dã nói, tỉnh lại có ích gì. Gia thích nhất vẫn là phu nhân. Sống sót sau tai nạn, ngươi còn có tâm tư ghen. Cố Hoài Nhu bước ra ngoài, mau trở về xem tình hình từng người trong sân. Nhắc nhở này làm đám Oanh Oanh Yến Yến nhớ tới đồ trang sức của mình còn ở trong sân, vội vàng thét chói tai tứ tán, đồng loạt trở về xem đồ thiếu không ít. Lần đầu tiên Đào Hoa cam tâm tình nguyện để Thẩm Tại Dã mang theo, thậm chí cảm thấy được hắn có thể mang theo mình như vậy thật tốt. Sự việc đều giải quyết, sao Đài Lệ Huyết? Giải quyết rồi, dẫn nàng đến hậu viện bên hồ tắm, Thẩm Tại Dã vừa phân phó người chuẩn bị nước nóng, vừa nói, Nam Vương đăng cơ, trong triều còn hỗn loạn, nhưng không cần lo lắng, sẽ có người lo liệu, 10 ngày sau, có lẽ sẽ là đại điển đăng cơ. Nhanh như vậy, Đào Hoa sợ hãi, ngài, động thủ, Minh Đức Đế còn đang tráng niên, không có lý do lại đột nhiên băng hà. Ta nếu không động thủ, còn có thể đứng đây nghe ngươi hỏi mấy câu nói nhảm này sao? Thẩm Tại Dã hừ nhẹ, chờ nước nóng lên, mang nàng cùng vào ao như thả sủi cảo, rồi bắt đầu cởi xiêm y. Đào Hoa cả kinh, liên tiếp lùi lại, ra, chúng ta vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, sao lại kịch liệt thế này? Thẩm Tại Dã liếc mắt lên trời, chậm chậm tiến vào hồ tắm, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngươi suy nghĩ nhiều. Hiện tại còn ai có tinh lực làm những thứ kia? Hắn mệt chết đi được, chỉ muốn dựa vào ai đó nghỉ ngơi thật tốt, nhưng với thân thể đầy mùi máu tanh, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đào Hoa sững sờ, bơi đến bên cạnh hắn, đưa tay đè lên thái dương, nhìn thấy mấy ngày nay da cũng không dễ dàng, thiếp an tâm. Thẩm Tại Dã nửa mở mắt, lặng lẽ nhìn nàng. Sống lưng chợt lạnh, Đào Hoa lập tức nghiêm túc nói, ngài đừng hiểu lầm, thiếp không có ý đó, thiếp chỉ muốn nói. Mấy ngày nay trong phủ rất khó chịu, biết rõ gia đồng cam cộng khổ với chúng ta, thiếp cảm thấy có chút vui. Cũng không thể để nàng chịu mọi tội a, điều này không công bằng. Thẩm Tại Dã hừ nhẹ, đưa tay lau bụi trên mặt nàng, rồi ôm vào lòng. May mắn người thông minh. Nếu nàng thực sự đi hoàng cung, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Đức Đế ra lệnh tấn công. Nếu nàng không giấu mọi người đi, giảm bớt gánh nặng cho hắn, hắn cũng không thể diễn được vở kịch hay này. Có nữ nhân thông minh ở sau lưng, thật sự là một điều may mắn. Đào Hoa chớp mắt, lông mi dài quét qua ngực hắn, đưa tay ôm eo hắn nói, cũng may mắn ra không phụ lòng thiếp. Gió thu mát lạnh, trong hồ nước ấm áp, hai người yên lặng trong chốc lát, rồi rửa ráy sạch sẽ trở về nhà chính. Phủ bên trong rối loạn, nhiều châu báu vàng bạc ném trong sân, tiếng buồn bã không ngớt. Đào Hoa và Cố Hoài Nhu đang gấp rút kiểm kê, chuẩn bị danh sách để Thẩm Tại Dã đi tìm Ngự Lâm Quân đòi lại, cửa Lâm Vũ Viện lại đột ngột có người đứng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.